Thưa quý vị, nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng, thời gian qua, Quận ủy Liên Chiểu đã chú trọng tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới, qua đó không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Quận Liên Chiểu xác định việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong loại hình này là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng được thực hiện xuyên suốt. Theo đánh giá các mặt công tác năm 2022, Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả được xem là điển hình trong công tác xây dựng đảng. Trong năm, Đảng bộ thành lập mới 2 chi bộ, phát triển 6 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện nay lên 106 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ. Mặc dù là doanh nghiệp tư nhân, nhưng ở Đèo Cả thì rất quan tâm đến công tác phát triển đảng và tạo mọi điều kiện để cho đảng viên thực hiện theo các quy chế điều lệ của đảng. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 cũng như nghị quyết về chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm, Quận ủy Liên Chiểu đã tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên, đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên gắn với đăng ký xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn và thường xuyên tuyên truyền bồi dưỡng phát triển đảng viên. Riêng năm 2022 là thời điểm chi bộ cơ sở tiến hành đại hội nhiệm kỳ mới 2022-2025, thì nhiệm vụ quan trọng này đã được cụ thể hóa trong nghị quyết với các giải pháp đi kèm. Vấn đề mà tập hợp thanh niên lại để mà định hướng phát triển thì một cái khó đối với cái địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung mà đối với cái địa phương chúng ta thì rất là khó vấn đề này, nhưng mà quyết tâm của chi bộ trong nhiệm kỳ đấy thì cố gắng sẽ phấn đấu phát triển từ 1 đến 2 đảng viên mới với cái độ tuổi là còn trẻ, thì phải xác định là công tác phát triển đảng đây là cái nhiệm vụ của hệ thống chính trị. Hệ thống chính trị có nghĩa là tất cả các cái cơ quan, các đoàn thể, các tổ chức đều phải tham gia vào công tác xây dựng đảng. Chúng tôi đang chỉ đạo là sẽ phân tích các cái nguồn phát triển đảng từ các cái quần chúng của mình ở trong địa phương là như thế nào, đặc biệt đó là ở dưới khu vực dân cư ấy, thì chúng tôi đang tập trung vào là phân tích cái nguồn của thanh niên, của phụ nữ, của một số các cái đoàn thể khác, rồi tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố, trưởng phó ban công tác mặt trận. Cái đối tượng thứ hai chúng tôi đang tập trung đó là cái đối tượng là các cái đảng bộ, các cái chi bộ mà ngoài khu vực nhà nước. Trong năm 2022, Quận ủy Liên Chiểu đã phát triển được 69 đảng viên mới, cũng như nhiều địa phương khác. Thực tế tại Quận Liên Chiểu cũng cho thấy công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên còn gặp khó khăn. Số lượng đảng viên mới không đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Việc kết nạp đảng viên ở một số loại hình tổ chức cơ sở đảng chưa tương xứng với nguồn lực hiện có. Chính vì vậy, sắp tới, quận sẽ tiếp tục bám sát thực tiễn, đánh giá rõ các tồn tại, hạn chế để từ đó đưa ra các giải pháp căn cơ hơn.